Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ xô xát trên khu vực Hồ Tây Hà Nội khiến nhiều người xôn xao. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, sau khi bắt gặp người đàn ông lạ mặt chở theo vợ và con mình trên phố, người đàn ông đã lao lên chặn xe lại chửi bới, lớn tiếng mắng mỏ: "Thằng này, mày hại gia đình tao, cả đời nhà mày chết. Tao nhìn thấy con tao rồi, tao sẽ gọi công an. Mày định phá gia đình tao chứ gì? Tại sao lại gọi là chồng? Cứ xin bao giờ mà lại gọi là chồng? Đi vào công an." Người chồng lớn tiếng: Thế vậy, người phụ nữ đội mũ bảo hiểm xuống xe càng ngăn, yêu cầu anh chồng đi về. Còn người đàn ông được cho là nhân tình, vẫn bình tĩnh ngồi trên xe máy, đứng bên đường bình tĩnh nói. Đi ra xem con đi. Ngay sau đó, người vợ bỏ lại hai người đàn ông đứng đòi co còn bản thân thì chạy ngược lại phía sau để xem tình hình đứa nhỏ. Dù đã đội mũ bảo hiểm để chuẩn bị lên xe máy để rời đi, nhưng do gã nhân tình vẫn lời qua tiếng lại. Này, tao nói với mẹ nhé, tao với nó như thế nào? Nên anh chồng liền xuống xe, dừng chân chống lao lên vỉa hè tiếp tục lớn tiếng. Thế vậy, người đàn ông được cho là nhân tình cũng xuống xe phun nắm đắm, đá tới tấp khiến anh chồng ngã chúi dội xuống đường. Sự việc trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao, không rõ đầu đuôi sự việc ra sao. Nhưng hành động phun nắm đấm đá của người gã nhân tình đã khiến nhiều người bức xúc, thậm chí nhiều người lên tiếng nếu đã hết tình cảm, không thể chung sống thì hai vợ chồng nên giải quyết chức điểm để những đứa trẻ sẽ không phải chứng kiến cảnh cha mẹ xô xát, kể vả tương tự như vậy nữa.